có cháo trắng, cháo lá dừa, cháo đậu đỏ. Quán cháo tên là quán Hàng Xanh các bạn. Đây. Địa chỉ 283 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Đây chắc là nguyên liệu làm cháo các bạn, nhìn rất hấp dẫn các bạn. Không có xấu gì đâu. Đóng. Anh ơi, đầu tiên đây là chà bông đúng không ạ? Chà bông cá. À, chà bông cá. Đó, chà bông đây ạ. Sữa chua. Đó là kim chi. Kim chi. Cái này ạ. Cá lóc. Cá lóc. Ở dưới đó cái chén nhỏ là chà bông đúng không ạ? Chà bông cá đúng rồi. À, tiếp theo ạ. Cái đó là con ruốc. Con ruốc. Con ruốc. Tiếp theo ạ. Tôm. Này là tôm. Tép lấy qua là tép. Anh ơi, tiếp theo kim chi luôn ạ. Dưa mắm. Dưa mắm. Cái này ạ. Ba khía. Ba khía hả? Ba khía nó là của miền Tây. À, kiểu kiểu nó giống như con cua đúng không anh? Đúng rồi. Đây là chà bông. Trên giới thiệu rồi. Đấy. Phải cho lại. Trong hộp là chuẩn bị sẵn thì khi mà khách mua mang về chỉ cần có đây, những cái loại này, những cái bịch này chuẩn bị sẵn, khi nào khách mua mang về chỉ bỏ mang về chạy nhanh đúng không ạ? Các khách đông ở đây thì một phần cháo như vậy là bao nhiêu anh? Cháo trắng thì 7.000 một tô, 12.000. À, cháo trắng là 7.000 một phần, cháo đậu đỏ 12.000 một phần. Còn mấy cái nguyên liệu như thế này là cũng 12.000 hết đúng không ạ? Không. Miến thảo thì 20. Tép riêng thì 12, trứng muối thì 8. Cái này 66. Đây là đây là con bạch tuộc. Con cháo này gọi là con cháo những chàng trai nhở, ở đây em không thấy cô con gái nào cả. Đại bán hai thuốc bên tay cá lóc. Ở quán cháo này là toàn bộ toàn những anh chàng đẹp trai thôi nhé các bạn. Các bạn hãy ghé nhé, Xô Viết Nghệ Tĩnh. Tân trai éo á. Ngay ngã tư Hàng Xanh các bạn ơi. Nhớ bảo tân trai éo, anh đợi xin cháo của gì. Anh ơi, quán mở cửa từ mấy giờ đến mấy giờ ạ? Từ 2 giờ chiều. 2 giờ chiều. Cho tới 3 giờ sáng. Cho tới 3 giờ. 3 giờ sáng ạ. 3 giờ sáng. Đủ 103. Một cái hấp thông của gì? Cái gì? Cái gì? Đi là thế nào? Thật nhiều rồi. Trời ơi. Lấy gì anh ơi? Rồi chiếc nó rồi. Một cái đó. Một cái đó. À, ý là tâm nghĩ là mày nên chụp cái tấm ảnh với Khay này dễ thương quá, nghe quá cưng. Nó nhỏ hơn mày mẹ đúng rồi. Trời ơi, cái ngoài đồ mà mày có gì không? Mê đồ ăn, tao không mê chai. Tao
biết quay, nãy giờ quay rồi quay lại. Ơi, thêm món hay món rồi. Tám mốt à? Số. Không có em mất số. Thôi đây.